Xin chào các bác nuôi ong. Nay ngày chủ nhật chính thức là ngày nay là đàn ong của chúng ta ở miền Bắc là đã bắt đầu ong vượt hè. Thì hôm nay tôi chia sẻ thêm ong vượt hè thì ong chúa là thích đẻ ở cầu cũ. Và cái cầu mới là nó không đẻ đâu nhá. Cầu mới và cầu trắng, khi nhiệt độ nắng nóng là sáp là nó chảy ra. Thế thì con ong chúa là nó chui đầu hay là nó chui tuột, chui đít xuống là cái sáp đây nó mềm, nó không cứng, nó hay dính, là nó không thích đẻ vào cầu mới và nó thích đẻ vào cầu cũ. Cầu cũ thì hai cái thành thì qua nhiều đời ong thế hệ ra đời đấy, thì hai cái thành này nó có một cái màng kén, hay là cái dưới đáy này có một cái màng kén à, thì ong thích đẻ vào cầu cũ. Chúng ta lưu ý cái điểm này. Đấy là chỉ có ong vượt hè mới thế thôi nhá. Chứ còn là khi mà đã đến tháng 8 âm, tháng 9 âm là ong lại thích đẻ cầu mới. Đấy, chúng ta chú ý đấy. Lúc đấy nhiệt độ ngoài trời là nó thấp và nguồn phấn rồi nguồn mật phụ nó dồi dào hơn. Ta chú ý ở cái điểm này. Thế thì tại sao ong vượt hè là mục đích của người nuôi ong chỉ giữ thế đàn thôi, giữ đàn ong làm sao chúng ta không để cho bốc bay ở dưới đồng bằng, nơi nào thiếu mật là phải cho ăn thêm. Và chúng ta tốt nhất là chúng ta đi mua phấn. Một đàn ong nếu mà chỉ cần 5 lạng phấn và gọi là chi phí hết độ khoảng tầm 70-80 nghìn là chúng ta vượt qua hè là tốt. Giờ tôi sẽ quay cái đàn chúa tơ mới nở, nhưng mà hai cầu, nhưng mà nó lại đẻ vào cầu cũ trước, còn cầu mới là chưa thấy gì. Thế thì đàn ong vượt hè đấy, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta là phải chấm dứt việc khai thác mật, trừ trường hợp những nơi nào nguồn phấn dồi dào là chúng ta mới quay. Nguồn phấn dồi dào nhá, khí hậu là nó mát đấy. Chúng ta rút về đàn ong từ thế năm, chúng ta không khai thác nữa, không chấm dứt việc quay mật, và chúng ta sẽ cho về thế hai. Nơi nào thiếu phấn trầm trọng thì chúng ta phải bò thêm phấn. Mục đích ong vượt hè là chỉ giữ thế đàn. Thế thì đàn ong về mùa hè là cái cầu mới là nó không đẻ. Dù đây tôi đã cho ăn mật rất nhiều. Đây là cái cầu mới nhá. Cầu mới là cũng qua được 1-2 đời ong thợ đấy. Hiện tại là ong thợ đã cắn chân cầu thành sơ lít. Phấn vẫn có nhá, nhưng mà phấn không được nhiều. Đây là ong chúa là đã đẻ được cỡ khoảng tầm 20 ngày. Chú tơ nhé, chú tơ 20 ngày. Thời tiết thì nắng nóng thì cái sáp trong nhiệt độ đàn ong ngoài đã 38 độ rồi, mà nhiệt độ của đàn ong chỉ có 32-36 độ. Thế thì nó nắng nóng thì cái sáp nó mềm. Thế con ong chúa là nó chui đầu hay là nó cho đít vào đấy là nó hay dính, là ong chúa là không thích đẻ ở cầu mới. Thế chúng ta cầu mới là chúng ta cũng phải loại đấy, loại ra. Người nuôi ong phải chú ý đến cái điểm này.
Hoặc mà các bạn là phải vít kín lại, cửa tổ cho bé lại và không được kênh nắp, đặt ong hết vào trong bóng râm, tránh nơi mưa lũ quét. Và đây là cái cầu cũ này, cầu cũ để ong đẻ rất tốt. Đấy, đang lên nhộng rồi, 20 ngày rồi nhưng mà nó cứ đẻ cái cầu này thôi, nhưng nó lại không đẻ cầu kia. Ta đặc biệt chú ý. Đây, trứng đây. Đấy. Trứng và ấu trùng là rất rộng nha. Đấy. Tỷ lệ về nuôi ấu trùng về mùa ong vượt hè đấy là nó chết cỡ khoảng tầm 33%. Ta chăm kiểu gì thì chăm không được tuyệt đối đâu. Ong là vẫn cứ thích đẻ cầu cũ. Bên đây thì đã vít nắp một số. Mục đích mùa hè là chỉ và chúng ta chú ý là chống ong rừng đến phá là chúng ta phải thật tốt. Hòm kín này, không được kênh nắp này. Đấy, loại cầu này, chấm dứt việc quay mật này. Vâng. Đây chúng ta nhìn rất rõ này, ấu trùng này, trứng này. Đấy. Đấy. Ong là nó vẫn đẻ từ từ đẻ ra nhá. Đấy. Đấy, mục đích mùa hè. Đấy, thì ong thích đẻ cầu cũ. Cầu cũ thì hai cái bên thành này này. Đấy, nó qua cái nhiều đời ong thợ nó ra nó thành một cái lớp kén. Lớp kén nhá. Lớp kén nó kéo vào đâm ra rồi là nó đen lỗ. Thế thì ong chúa nó đẻ vào nó không bị cái sáp nó dính. Thì ong về mùa vượt hè lại thích đẻ vào cầu cũ hơn là đẻ. Hơn đẻ vào cầu mới. Cầu mới hầu như là nó không đẻ đâu. Đấy. Cái này mà tôi dừng là nhìn rõ con ấu trùng cử động. Mục đích của người nuôi ong là vượt hè ong chỉ giữ. Các bác không tin, các bác cứ làm thử. Đàn 5 cầu chấm dứt việc quay mật khai thác cho đàn ong về thế 2. Hòm kín, đặt ong trong bóng mát, bóng râm và thiếu phấn, thiếu mật. Thì phải mật thì phải cho ăn đường và thiếu phấn phải bo ngay. 1/3 bột chúng ta cho ăn đều vào. Đấy. Một đàn ong này chỉ mất độ khoảng tầm 50.000 thôi là vượt trong 2 tháng. Để chúng ta chú ý như thế. Và nhớ phòng chống ong rừng đến phá. Cửa tổ thì chúng ta cho bé lại. Cửa tổ các bác cho bé lại. Đấy. Vâng, vừa xong tôi giới thiệu về ong ở miền Bắc vượt hè. Thì ong chúa thích đẻ vào cầu cũ, không thích đẻ vào cầu mới. Cái này chúng ta chú ý. Thế thì khi sau nhãn người ta rút cầu và đàn ong nó hai cầu nó sẽ hồi phục lên. Ví dụ sau nhãn đàn 4 cầu chúng ta rút về 2 một thời gian. Đàn ong ổn định chúng ta lại xây lên 3, lại xây lên 4. Thì những cái cầu 2,
3, 4 đấy giờ chúng ta để lại, đến bằng giờ sang năm chúng ta mới rút, lại sau nhãn chúng ta mới rút. Đấy, chúng ta chú ý về cái chuyện đó. Đấy. Rút cầu thì chúng ta cho vào nấu sáp, chúng ta lại đổi chân tầng, thế là ok. Thế thì trong cái đợt vừa rồi đấy, cách đây không lâu tôi đã giới thiệu về cách cắt cánh ong chúa. Thì video của tôi tung lên sau 2-3 ngày, rất nhiều kênh cũng bắt chiếc đi theo cắt cánh ong chúa. Cắt cánh ong chúa hôm nay tôi lại bật một, đấy là tôi bắt bài. Cách cánh ong chúa chúng ta không cần cách, chúng ta sẽ làm không cần cách cánh ong chúa đi nữa, mà chúng ta chỉ làm sao cho nó rách cánh. Một dùng kéo chúng ta bấm để nó rách. Ví dụ cái màng cánh nó to này, chúng ta sẽ dùng cái kéo hay là lấy kim chúng ta tẻ, gọi là làm cho cái cánh, cái màng cánh đấy nó rách ra, thì chốc nữa con ong chúa nó không bay được. Đấy là biện pháp tối ưu nhất mà hôm nay tôi sẽ làm cho các bác xem. Thì con ong chúa không di tật, không thành chúa di tật, vẫn còn hai đôi cánh và có bốn cánh còn nguyên, nhưng mà cánh gọi là, ta gọi là trẻ cánh, tước nó ra, nó không còn cái màng gì nữa. Cũng như một cái diều đấy, cái diều đang bay này mà có một cái lỗ thủng cái là không bay được nữa thì phải xuống. Đấy. Thì không cần cắt cánh ong chúa, chúng ta chỉ cần tỉa cánh ong chúa cho nó đứt đoạn ra, rách ở cái màng nó ra là ong chúa là không bao giờ bay được. Đấy, chúng ta chú ý. Đấy. Mà chúng ta cắt là cũng rất nguy hiểm. Đấy, nhiều kênh vịt đấy, chê tôi thế nọ, bắt chúa thế nọ thế kia, nhưng mà cũng đã, ông mà đã nuôi vài đàn ong mà mới được độ khoảng 3-4 năm nay, mới có độ khoảng 1-20 đàn, mới được độ khoảng 3-4 năm nay, thì kinh nghiệm cũng chỉ là con vịt nuôi ong đối với chúng tôi là những người hệ chuyên nghiệp. Thế thì làm cái gì thì làm, chúng ta cũng cứ phải lấy đàn ong của nhà chúng ta làm thứ trước. Các bác mới nuôi phải chú ý nhé, lấy đàn ong nhà chúng ta làm thứ trước. Đến bây giờ nếu mà cái đàn ong như chúng tôi ở miền núi, những nơi mà có cái địa mật mà tốt, là chúng tôi sẽ được từ 20 đến 30 cân mật trên một đàn. Mà chỉ cần đàn 4 cầu thôi, chứ chúng tôi không cần ong 6, ong 7 đâu. Thì các bác mới nuôi phải lên thử nghiệm, chúng ta lấy đàn ong của nhà chúng ta. Đấy. Ong vượt hè này giờ đàn 5 cầu, các bác thử vài đàn cho về 2. Đấy. Rồi vài đàn 3 cầu, vài đàn 4 cầu, vài đàn 5 cầu thì chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm, sang năm chúng ta không việc gì phải theo ai nữa. Chúng ta tự chúng ta điều khiển, lấy những cái tốt nhất các bác đang làm tại ong nhà chúng ta. Thức ăn của đàn ong nội là chỉ có mật và phấn. Thiếu một trong hai thứ này là đàn ong không phát triển. Mật thì phải luôn luôn có trong bánh tổ, mà cho ăn vít nắp càng tốt. Phấn về mùa hè này không có thì chúng ta phải bo thêm để giữ gìn, tránh đàn ong bốc bay. Đấy. Và giờ tôi sẽ đi tiếp vào phần tỉa, gọi là làm rách cánh ong chúa cho các bác các bạn xem. Một, chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Hai nữa là chúng ta dùng kim chúng ta xẻ nó ra. Đấy. Thì biện pháp nào tốt thì chúng ta dùng tốt hơn. Thì con ong chúa vẫn còn bốn cánh, nhưng mà nó rách màng là nó không bay được nữa. Chúng ta cứ thử để tránh ong bướm bay.
Làm gì thì các bác cũng phải thử. Muốn tỉa cánh ong chúa đấy thì đầu tiên chúng ta vừa xong rồi tôi dùng kéo là nó khó. Các bác phải dùng cái kim, cái đầu kim mà các bác mài cho nó nhọn đi tí nữa. Xong là chúng ta bắt những cái con ong thợ hay con ong đực, chúng ta tỉa. Ong thợ thì nó đốt thì chúng ta phải rút cái ngoài ra. Thử vài con xem là nó có bay được không. Rồi chúng ta hãy bắt con ong chúa. Khi bắt con ong chúa mà các bác lấy cái đầu kim tỉa thật khéo vào, xong các bác rốt vào lồng. Rốt vào lồng nhớ là phải treo nhé. Thả ra cái là giờ tay mình cầm ong chúa là nó sẽ cắn. Là nó sẽ mất cái chất chúa, xong rồi giờ là thả vào, có khi là ong thợ nó quay, chúng ta cho vào lồng chúng ta cho dọi thì ong chúa không bay được. Vẫn có cánh đẹp nhưng mà rách màng, như rìu mà đã bị thủng là rìu không bao giờ lên được cao. Làm gì các bác cũng phải thử. Ủng hộ kênh các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại sau.